Tại Bình Dương, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 vừa tổ chức hội nghị trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương cấp đại tá năm 2024 cho hơn 30 sĩ quan. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã công bố và trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương đại tá của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 35 cán bộ cao cấp. Trong đó, 16 sĩ quan được thăng quân hàm đại tá, 19 sĩ quan được nâng lương đại tá. Đây là những cán bộ cao cấp chủ chốt, chủ trì tại các cơ quan đơn vị trong quân đoàn, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên công tác và cống hiến trong quân đội. Phát biểu chúc mừng các cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương đại tá, lãnh đạo quân đoàn đề nghị trong thời gian tới, từng đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, trau dồi nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy điều hành, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ra sức xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.